xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em lên sóng thông báo xả hàng cho các bác giá cực rẻ, giá phải gọi là rẻ nhất các sàn thương mại điện tử các bác nhé Rẻ nhất YouTube. Ờ, rẻ nhất Việt Nam luôn cho các bác. Ở đây thì nay bên cửa hàng nhà em về số lượng được cái mẫu loa bass 30 và bass 40 neo bi các bác nhé Uh, đợt này thì uh, thông báo cho các bác là bên nhà máy người ta xả số lượng rất là lớn, giá rất là tốt nên là bên em đầu tư vốn để nhập số lượng về bán cho các bác mức giá và gọi là êm đẹp luôn các bác nhé, giá bán cho các bác phải gọi là cực rẻ luôn, bán bán thì lãi mỗi cái tình cảm thôi. đấy, đây là uh, số lượng bên em có vài trăm cặp nhá, nên là cái đợt này thì uh, giá bao tốt cho các bác luôn nên là bác nào trong cái thời gian này bác nào mà sửa chữa này thay thế này thay mới này hoặc nhập mới để bán những dòng linh kiện bát rời như này thì giá rất là hời các bác nhé giá rất lãi luôn ở đây thì em bên em có bát 30 d hai cái đây là đây là đường kính bát 30 này đây là đường kính bát 40 nhé đây là mẫu bát 30 leo bi bát 30 leo bi côn 76 con này của nó là gân gân vải tẩm dầu ba gân các bác nhé Màng xếp ly lượn sóng như các bác cái màu màng này Cái màu màng của nó chuẩn JBL luôn rất là đẹp các bác nhé Rất là khôn luôn Toàn bộ là hàng hàng bên em nhập khẩu là hàng Trung Quốc loại 1 các bác nhé Hàng mới tinh nguyên hộp Hàng mới tinh nguyên hộp Trung Quốc loại 1 các bác nhé Không chơi hàng không chơi bán hàng Việt Nam các bác nhé Đấy nón đen Làm rất là tinh xảo luôn Đây bác 50 côn 76 này Các bác nhìn thấy không Côn 76 Nhện màu vàng Ở dưới thì là 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 là, là màng hơi sần các bác nhá màng nó sần này các bác này ở dưới màng sần và con này bản của nó là bản xương nhôm đúc các bác nhá tem JBL với bát 30 cho ra công suất là rơi vào rơi vào khoảng 500 w trên một cái trở kháng 8 ohm 5 đến 600 w trên một cái trở kháng 8 ohm dòng bát 30 neo bi JBL con 76 này giá em đang bán đang xả cho các bác là 2 triệu chỉ với 2 triệu 350 nghìn một đôi các bác nhá giá trên thị trường đang bán nó rơi vào giá trên thị trường đang bán rơi vào tầm khoảng 2 triệu 2 triệu 650 nghìn một đôi gì đấy Nhưng bên em Bao giá toàn bộ cho các bác 2 triệu 350 nghìn một đôi Chuyển sang đây Rẻ quá rẻ luôn các bác nhá Giật mình luôn đấy Giá phải gọi là sập sàn luôn Chuyển sang bên đây Bên này là bát 30 rồi Chuyển sang bên này em có đường kính Đường kính là bát 40 Đây là bát 40 Bát 40 neo JBL Con 76 Còn với bát 40 này Của nó cũng là gân vải tầm 6 3 gân cũng là gân vải tầm dấu 3 gân các bác nhé màng xếp ly lượn sóng này và màu màng của nó cũng cũng rất khôn luôn rất đẹp luôn chuẩn JB luôn với dòng bát 40 này thì đây màng của dưới các bác con bát 30 cũng thế nhá bát 40 chẳng qua là đường kính nó to hơn thôi màng này côn 76 sáu con này cũng là xương nhôm các nhá với dòng bát 40 thì công suất nó rơi vào khoảng 800 w trên một bát sương nhôm đây leo bi các bác nhá nhìn rất là khôn luôn Bát 30 cũng vậy. Đó. Khóa xịn sò luôn. Với bát 40 thì em đang bán với mức giá là 2 triệu 550 nghìn một đôi các nhé. 2 triệu 550 nghìn một đôi. Và bát 40 trên thị trường đang bán rơi vào tầm khoảng là 2 triệu 850 nghìn một đôi. 2 triệu 850 nghìn một đôi. Đấy là em thông báo các bác nhé. Các bác xem được video nên các bác các bác phải cập nhật mức giá hiện tại cho em nhé. Nên bên em bán hiện, giá hiện tại rất rẻ luôn. Cập nhật cho em nhá Tránh bị mua đắt. Với tiêu chí bên cửa hàng nhà em nhé Chất lượng này đặt đi hàng đầu Ngon bổ rẻ các bác nhé Tại vì sao bên em nhập số lượng lớn Đương nhiên là phải được giá tốt rồi đúng không các bác Ok các bác nhé Mua hàng các bác điện trực tiếp cho em Và số điện thoại 5815 và 72 các bác nhé Nhà em có giao hàng toàn quốc à, Đây số điện thoại nhà em đây Nếu mà điện cho máy bận thì các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo cho em nhé Đấy hội nhà em xin dừng video chúc các bác xem được video này thật nhiều sức khỏe video mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và thấy nhà em bán rẻ tặng cho em tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhá